thủ môn Ả Rập Xê Út được chấm điểm cao hơn cả Messi ở trận Argentina với Ả Rập Xê Út. Mohamed Al-Owai, thủ môn đội tuyển Ả Rập Xê Út đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu gặp Argentina tại World Cup 2022. Cụ thể, trang SofaScore chấm Mohamed Al-Owai 7,8 điểm, cao nhất trận. Lionel Messi là cầu thủ cao thứ hai với 7,7 điểm. Trong hiệp 2, Al-Owai có 5 pha cứu thua liên tục với những cú sút trong vòng cấm của tiền đạo bên phía Argentina, một pha băng ra khỏi vòng cấm và hai tình huống bắt gọn bóng trên không để giúp Ả Rập Xê Út hoàn tất cơn địa chấn đầu tiên tại World Cup 2022. Owai đã chạm bóng 39 lần ở trận này, tung ra 26 đường chuyền, thành công 14 lần, 54%. Anh tung ra 19 đường chuyền dài, có 7 lần thành công. Thủ môn này cũng có 2 pha phá bóng. Ngoài Al-Owai, đội tuyển